Các nhà nghiên cứu gọi đây là phát minh cho phép chỉ ăn một bát cơm mà đã có chất dinh dưỡng cơ bản. Bởi việc bổ sung thêm tế bào từ thịt có thể làm tăng thêm hàm lượng dinh dưỡng có trong gạo, loại lương thực vốn đã rất phổ biến. Để làm được điều này, họ đã phủ gạo bằng gelatin từ cá để giúp các tế bào thịt bám vào gạo tốt hơn. Sau đó họ đưa tế bào gốc mỡ và cơ thịt bò và hạt gạo để nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Sau khoảng 9 đến 11 ngày, gạo lai thịt bò ra đời. Thành phẩm sau khi hấp gạo lên là cơm thịt bò có kết cấu cứng và giòn hơn so với độ mềm dẻo của hạt gạo thông thường, kèm vị bùi nhẹ của thịt. Gạo thịt bò chứa khoảng 8% protein và 7% chất béo, cao hơn so với gạo thông thường. Trong đó 18% protein có nguồn gốc từ động vật, nên đây sẽ là nguồn cung cấp dồi dào các axit amin thiết yếu. Trong tương lai, phát minh có thể đóng vai trò như một nguồn protein bền vững, đặc biệt ở những nơi chăn nuôi gia súc truyền thống không khả thi. Theo nhóm nghiên cứu này, gạo có lợi thế về mặt an toàn thực phẩm so với đa số các loại hạt do lượng người bị dị ứng với gạo ít phổ biến hơn. Nếu được thương mại hóa, loại gạo mới sẽ có giá dễ chịu hơn với túi tiền của người tiêu dùng, khi giá thành chỉ hơn 2 đô la Mỹ 1 kg, trong khi thịt bò có giá khoảng 15 đô la Mỹ. Tuy nhiên, phát minh này vẫn sẽ cần phải đủ thuyết phục với người tiêu dùng về hương vị và kết cấu sản phẩm. Gạo lai thịt bò là một ý tưởng sáng tạo, nhưng thực lòng mà nói, tôi khá nghi ngại về việc nó có thể có vị mọng nước và kết cấu của thịt bò thật. Quá trình sản xuất gạo này thải ra lượng khí carbon thấp hơn tới 8 lần so với phương pháp chăn nuôi bò lấy thịt truyền thống, đặc biệt là đối với những loài động vật tiêu thụ nhiều tài nguyên, nước và thải ra nhiều khí nhà kính. Nhóm nghiên cứu hy vọng loại gạo lai này có thể được tung ra dưới dạng ăn liền tiện lợi hoặc được sử dụng như thực phẩm cứu trợ, thức ăn cho quân đội hay bữa ăn cho các nhà du hành vũ trụ. Trước Hàn Quốc, Singapore cũng đã đưa ra thị trường sản phẩm thịt nhân tạo là thịt gà và cá trình được nuôi cấy từ đậu nành.